Chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Pháp Vũ Vlog nha cả nhà. Hôm nay là buổi sáng ngày 15 tháng 8 tại mộ của nghệ sĩ Tú Linh luôn cô chú anh chị ơi. Thì em thấy là Hoa Viên đã mang bàn ghế đến để tổ chức bữa tiệc. Em nghe đâu là tiệc lễ tà mã đó cô chú anh chị, để em quay cho cô chú anh chị xem ha. Vào bên trong đây. Đó. Bên trong thì em thấy là hôm qua là có kéo một cái rạp rồi cả nhà. Đó. Kéo một cái rạp rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị ra đó cả nhà, trong là cái rạp dựng hai cái bàn ghế nè cô chú anh chị đó, cô chú anh chị thấy không, đây là cái rạp này cả nhà đó. Cô chú anh chị là có dãy ghế luôn, bàn đó. Hai cái bàn là cả nhà đó, quay cho cô chú anh chị xem cả nhà đó, hai cái bàn là cả nhà. Đó, mỗi cái bàn là 10 ghế cả nhà, có hẳn là cái miếng để quỳ lại thắp nhang đó cô chú anh chị. Đây cái bàn thờ thì em quay cho cô chú anh chị xem. Buổi sáng là em thấy là có rất là nhiều trái cây nha cô chú anh chị, bưởi nè cả nhà, hoa đây cô chú anh chị, mộ của cậu buổi sáng nè cả nhà. Đó thì đã bên Hoa Viên người ta mang hai cái bàn nữa nè cô chú anh chị, đó rạp nè cả nhà. Đó, bàn thì để xem chút xíu nữa thì Hoa Viên sẽ tổ chức cúng như thế này đây cả nhà. Đó, cô chú anh chị rất là nhiều bưởi nha cả nhà, đèn cầy đó anh thấy ở đây thì có hai bó hoa này cả nhà, bó hoa sen đó cô chú anh chị. Thì hôm qua là có thông tin trên livestream của Hồng Loan cả nhà buổi tối hôm qua vào lúc 10 giờ tối nha. Đó, thì chị Ni cũng như là Hồng Loan đã livestream trên Facebook của cả nhà đó. Giờ thì Hoa Viên này cả nhà chạy khăn bàn nè cô chú anh chị, cô chú anh chị thấy không. Anh nhân viên Hoa Viên đã trải căn bàn rồi và 20 cái ghế cả nhà. Đó, nó có 20 cái ghế đó cô chú anh chị. Đó. Đó, cả nhà. Nước uống là 45. Đó. Cô chú anh chị thấy không? Đây bàn cả nhà. Thơm tắt quá ha. Đó, cô chú anh chị. Đó. Thì cái con rồng này cả nhà, cô chú anh chị có thể thấy con rồng này bây giờ là nở hoa đỏ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Ghế ngồi đi. Đó cô chú anh chị thấy không? Giờ là có một cái tấm có cái mái che. Đó, để chút xíu nữa Hoa Viên người ta sẽ cúng hai cái mâm hai cái bàn ở đây nè cả nhà. Cô chú anh chị thấy không? Thì bình thường là không có cái mái che đâu nha. Hôm nay thì trang trọng mà có cúng cho nên là sẽ có cái mái che. Thì hiện tại là cái loa mở kinh là cô chú anh chị nên em phải nói to cho cô chú anh chị nghe cho rõ chứ không là sẽ rất là ồn ào nha cả nhà. Đó và còn bị bản quyền nữa cô chú anh chị ơi. Thì Hoa Viên sẽ chuẩn bị tổ chức cúng nha cô chú anh chị. Con rồng nở hoa trang nè cả nhà, cô chú anh chị thấy không, hoa trang nở rất là đẹp luôn, đỏ rực luôn cô chú anh chị. Đó chỉ có cái cây bên này thôi nha. Đó cô chú anh chị thấy không, hoa trang nở đỏ rực luôn, wow nè. Đó. Ở phía bên kia thì con rồng nó rất là thưa nha cả nhà. Đó, hoa trang nó rất là thưa luôn. Rồi. Thì hôm qua là trên live stream chị Hồng Loan cũng như chị Ni đã thông báo về cái câu chuyện mà
pin gì đó cả nhà. Đó, sạc pin gì đó lên tiếng nói là ví dụ hàng nghệ sĩ đến viếng Phú Điếu rất là ít gì đó cô chú anh chị. Đó, ai mà có theo dõi thì sẽ nắm được thông tin rồi nha. Đó. Thì rất là nhiều người ta phẫn nộ về cái điều này. Cho nên là cộng đồng mạng người ta đã lên tiếng. Đó. Tại sao mà có thể là nói như vậy được? À, cô chú anh chị xem mà thấy như thế nào thì có thể để lại comment bên dưới cho em nha cả nhà. Đó, cả nhà. Thì hoa viên người ta chuẩn bị hai cái bàn như nãy em quay cho cô chú anh chị xem rồi đó. Rồi, là khung cảnh buổi sáng này cả nhà. Hiện tại là bây giờ là mới có 7 giờ sáng nha cô chú anh chị. Đó. Khung cảnh buổi sáng quay cho cô chú anh chị xem. Cũng rất là nhiều anh em YouTube lên đây để cập nhật tin tức sáng sớm nha cả nhà. Đó, cô chú anh chị. Đây, mấy anh em quay YouTube cập nhật tin tức buổi sáng mộ cậu có gì mới, những thông tin nóng nhất tại mộ của cậu nha cả nhà. Đó, thì cô chú anh chị nè, đó phía bên này thì chị nhân viên hoa viên cũng đang quét lá này cả nhà. Đó, dọn dẹp hoa viên buổi sáng này. Đó, cô chú anh chị thấy không, hoa viên ở đây thì luôn luôn là có người chăm sóc nha, chăm sóc mỗi ngày luôn. Thì rất là thuận tiện nha, có cái mái che rất thuận tiện cho bà con cô bác đến mà khấn rồi cúng tại mộ của cậu luôn cả nhà. Mấy bữa thì từ ngày mà dỡ cái rạp đi đó, nắng mưa khi mà chỉ cần mà đứng mà thắp nhang thì thắp nhang khấn cúng thì nắng rất là khó chịu cho cả nhà. Đó, nắng nóng rồi chịu không nổi luôn cô chú anh chị. Đây, tại chú Tiểu đang thắp nhang cho cậu Năm nha. Đó. Đấy. Chào cả nhà. Cô chú thấy không? Đó, em quay toàn cảnh cho cô chú anh chị xem trong cảnh buổi sáng tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hôm nay là sẽ là có hoa viên, người ta sẽ bày hai cái bày tiệc ta sẽ cúng cả nhà. Thì đến đây Pháp Vũ Vlog cũng xin dừng clip, mong là cô chú anh chị xem thấy hay để lại một like, một share cũng như một lượt đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị clip tiếp theo nha.